Vâng, được mến chào anh chị quý vị và các bạn. Chào mừng anh chị quý vị và các bạn đã trở lại channel Kim Béo Xe Sang nha. Hôm nay em xin được cập nhật tất cả những chiếc xe ở cửa hàng em. Rồi xe mới về. Rất nhiều xe mới. Lâu lắm rồi em mới cập nhật cho anh chị những mẫu xe mới ở cửa hàng. Đó, xe mới giá mới. Toàn bộ là model mới hết. May mắn đợt vừa rồi thì em cũng xả một số xe tồn đi rồi. Còn lại bây giờ toàn bộ cửa hàng là xe mới rồi đấy. Chiếc này đây, chiếc hot hit đấy, em nổ luôn cho anh chị. Chiếc này là Porsche Panamera phiên bản for Exclusive phiên bản. Đó. Chiếc này thì được anh chủ thì đã lên lăn bánh 1.700 km thôi nha, và đã lên 1 tỷ tiền đồ, hơn 1 tỷ tiền đồ. Tiền đồ chính hãng nhé, đó gọi là cá nhân hóa. Đó. Anh chị nếu mà biết về Porsche Cayenne, Porsche hay Porsche nói chung thì những xe Porsche thì thường phải đến đặt sẵn ở trên website ấy. Mình cũng chọn thêm option riêng như mâm đèn rồi nội thất rồi mọi thứ. Thì chủ xe cũ đã lên cộng thêm 1 triệu tiền đồ, như là đèn Matrix. Đấy. Rất nhiều. Chiếc xe này lăn bánh 6 tỷ 7, khoảng rơi khoảng 6 tỷ 7, và chưa có xe giao ngay nhé. Mỗi khi phải anh chị mua xe thì phải đặt xe và chờ đợi vài tháng mới đến xe mới giao đến tay khách hàng. Thì em có một chiếc xe lướt mà nếu mà mình đã thích Porsche rồi thì có thể cân đối rằng chiếc xe này nha. Chiếc xe này em đang chào bán là 7 tỷ 450 triệu. Đó. 7450. Đó. Đấy. Dành cho đam mê mà có thể lấy xe đi ngay. Đó. Rồi. Để, chiếc xe nồi đồng cối đá Lexus. Vâng, một chiếc xe hạng sang sedan. Và trong cái thời điểm mà xăng xe lên cao như này thì chiếc này thì quá hợp lý luôn. Nó rơi khoảng hơn 4 lít. Tiêu hao chỉ hơn 4 lít. Tại vì sao? Tại vì chiếc này là ES 300H, động cơ xăng lai điện và sử dụng pin vừa xăng. Đó. Còn đến 4 đến 5 lít trên 100 cây thôi, cực kỳ là tiết kiệm. Đó. Còn ít hơn cả một chiếc SH. Đó. Chiếc này của em là S400 sản xuất năm 2015. S400 2015 mang biển VIP, và em đang chào bán là 2 tỷ. Em xin lỗi nhé. Đó, chiếc này của em mang tên tư nhân biển Hà Nội, 2012 đăng ký lần đầu 2014. Lexus ES 300H đang chào bán là 1 tỷ 250 triệu. Rồi đây là chiếc Mercedes S này. S400 sản xuất năm 2015 và em đang chào bán 2 tỷ 385 triệu 2385, mang màu đen, nội thất đen, biển rất là vip luôn. Đó, chị nhìn này. Đó. Rồi đây là chiếc Audi A8. Audi A8 được sản xuất năm 2010, mang tên tư nhân biển Hà Nội và cũng đang chào bán là 1 tỷ 100 triệu. Đó, nếu mà anh chị xem thì chiếc này em cũng khá lâu rồi, tầm hơn 3 tháng. Nếu anh chị quan tâm thì em cũng có ưu đãi dành cho anh chị. Xe thì rất đẹp luôn, mà chỉ là đời hơi sâu thôi. Nội thất này siêu đẹp. Đấy, 2010 mà da nó như này đây, cực dữ. 1 tỷ 100 triệu nhé, Audi A8. Đó. Mình đam mê tốc độ thì có thể cân đối chiếc xe này. Chiếc này động cơ 4.2 Audi nhé. Rồi, chiếc này của em là S400 sản xuất năm 2017, màu xanh Kawasai, nội thất kem. Chiếc này em mang tên tư nhân biển thành phố và mà em đang chào bán là 2 tỷ 745 triệu, 2745, đều là S400 nha. Và em còn đó. Và đây là chiếc VinFast Lux A Bay, phiên bản Bay, phiên bản tiêu chuẩn của chiếc này. Đó. Chiếc này em đang chào bán là 785 triệu, sản xuất năm 2020, bản Bay. VinFast Lux A Bay. Đó. Rồi đây là Mazda, một chiếc xe nhỏ gọn dành cho gia đình. Sản xuất chiếc này là Mazda 2, sản xuất năm 2020, phiên bản Luxury. Bản Luxury em đang chào bán 525 triệu. Đó. Rồi chiếc này là Honda CRV, sản xuất năm 2017, màu xanh ngọc, sản xuất năm 2017 em đang chào bán năm 745 triệu, bản 2.4 TG nhé, phiên bản cao nhất của chiếc này. Đó. Đây là chiếc Audi A6, sản xuất năm 2017. Đó. Cùng phân khúc với nó là chiếc E200 nữa. Đó. Một chiếc xe thanh lịch. Nếu mà các chị em thì sẽ khá là mê. Audi A6, sản xuất năm 2017. Em đang chào bán là 1 tỷ 485 triệu, mang tên tư nhân biển Hà Nội. Đó. Xe màu trắng, rất nâu. Thật này. Đó. Cửa hít đàng hoàng nhé. Rồi. Rồi. Tiếp theo một chiếc mui trần. Chiếc này của em là Lexus IS 209, IS 250. Sản xuất 2009 và em đang chào bán là 1 tỷ 290 triệu. IS 250C. Nó có hai phiên bản, IS 250, A250C, 250C thì có mui trần nhé. Đó. Chiếc này là của em ES, Lexus ES 250, sản xuất năm 2019, đã lên form mới. Form này là form mới rồi đấy. Em đang chào bán 2 tỷ 390 triệu, xe màu đỏ. Đó. Chiếc này lăn bánh rơi khoảng 2 tỷ 8. Nên em chào bán 2 tỷ 390 triệu. Đó. Xe nội thất nâu nha. Đó. Một chiếc xe sedan hạng trung. Đó. Rồi, ở đây là chiếc Mercedes-Benz S450 phiên bản L. Phiên bản L. Chiếc này của em là sản xuất năm 2017, lăn bánh lần đầu tiên năm 2019. Đi rất ít, một chủ từ đầu. Và em đang chào bán là 3 tỷ 295 triệu, 3295. Xe đẹp, giá khá là êm đấy. Đó. 2017 nha. Đó. Mang tên tư nhân biển Hà Nội. Và ship. Rồi, chiếc này của em là Land Rover, Land Rover Evoque, sản xuất năm 2013, đã là form mới, của nó là hộp số 9 cấp nhé. Hộp số 9 cấp bản Greship. Em đang chào bán 1 tỷ 250 triệu. Xe màu khá là độc. Màu xanh của vịt. Em tự nhận biết là vậy. Rồi. Chiếc này nội thất của em rất là đẹp. Bọc về thì em cũng dọn dẹp và bọc rồi. Đó. Median. Đây là Evoque 2013, 1 tỷ 250 triệu. Rồi. Chiếc này của em là Land Cruiser 2016. Đó. Sản xuất năm 2016, mang tên tư nhân biển thành phố. Và em đang chào bán lăn bánh 8,6 km nhé. Em đang chào báo là 3 tỷ 485 triệu, 3485. Một chiếc xe cùng với Santa Fe hay là Lexus như là Toyota đều có tăng giá, tăng từ xe mới đến xe cũ. Đó, 3485 triệu nhé. Chiếc này của em là Volvo XC90 bản Encryption, bản giữa của nó. Chiếc này của em sản xuất năm 2016 và em đang chào bán là 2 tỷ 725 triệu, 2725. Đó. Mang tên tư nhân biển Hà Nội rồi. Tiếp theo chắc nhà em là chiếc Hyundai Santa Fe, sản xuất năm 2021, form 2022, đăng ký lần đầu tháng 6 năm 2021 và em đang chào bán là 1 tỷ 399 triệu. Chiếc này của em mang tên tư nhân biển Tỉnh, bản phun dầu, bản cao cấp nhất nha. Đó. Santa Fe thì chúng ta có kèm lạc đến khoảng 60 đến 100 triệu, nó trung bình là 70 triệu cho một chiếc Santa Fe. Và em chào bán chiếc này là 1 tỷ 399 triệu nhé. Mọi thứ nguyên bản theo xe, lăn bánh 7.000 km. Rồi, chiếc này của em là Mercedes-Benz GLC 200, phiên bản GLC 200, không phải Formatic nha. Chiếc này em đang chào bán là 1 tỷ 785 triệu, màu đen nội thất kèm. Sang form mới thì đã lên đèn mới rồi, màu đen nội thất kèm. Lăn bánh có 2.800 mile, 2.900 mile, rất ít, rơi khoảng gần 5.000 km. 2021 GLC 200. Đây là chiếc Ford Explorer, sản xuất năm 2019, mang tên tư nhân biển Tỉnh và em đang chào bán là 1 tỷ 935 triệu, 1935. Explorer ra anh chị nhìn có đẹp không? Quá mê luôn. Xe còn thơm mùi mới. 1935 nhá, 1 tỷ 935 triệu. Một chiếc xe siêu to, siêu cồng kềnh. To thôi, to và cồng kềnh. Cồng kềnh hơn thì phải là chiếc này. Chiếc này là Lexus LX570, sản xuất năm 2009 và đã lên form 2013 14 rồi. Đấy, đã lên form rồi nhá. Đấy, nhìn form, nhìn mặt ca lăng này. Chiếc này của em mang tên tư nhân biển Hà Nội. Đấy. Đang chào bán 2 tỷ 380 triệu, 2380. Đấy. Vừa rồi toàn rồi, của em mới về thì chiếc này là Fortuner 2 cầu máy dầu, phiên bản máy dầu nhập Indo nhé. Chiếc này của em nhập Indo nên là giá mới của nó rơi khoảng tỷ 6. Tỷ 6 ngày xưa nó kèm lạc không phải tỷ 7. Đó. Và em đang chào bán là 2019 nhé. Em chào bán là 1 tỷ 175 triệu, 1175. Mang tên tư nhân biển Hà Nội, biệt của em nó đẹp. Và anh chị quan tâm về giá. Đấy là hầu hết xe ở nhà em thôi. Xe của em vẫn gửi ở hàng khác cũng phải dư khoảng mười mấy xe, 15-20 xe nữa. Rồi, xe về em sẽ báo giá thêm cho anh chị những giá mới nhất. Xe em thì cửa hàng em đều có cam kết với khách hàng là xe không đâm đụng ngập nước, máy móc nguyên bản và pháp lý rõ ràng. Anh chị quan tâm về xe thì và nếu mà có nhu cầu vay ngân hàng để mua xe thì em cũng có hỗ trợ anh chị đến 70% giá trị xe nhé. 70%. Ví dụ con này tỷ 1 thì anh chị cầm khoảng hơn 400 triệu đã có thể sở hữu chiếc xe này rồi. Đấy, còn lại thì để ngân hàng lo nha. Vâng, em xin được kết thúc video tại đây. Xin chào và hẹn gặp lại anh chị ở những bản tin tiếp theo.